có bạn luật sư là bạn ấy có kinh nghiệm trong những cái vụ như này. Thì inbox tôi cái để anh em mình cùng nhau làm. Xử lý thế nào cho triệt để đối với trường hợp mà tiệm cơm xà bị trưởng của Đỗ Mixi bị các cái đối tượng họ tạo fanpage giả, sau đó nhằm cái mục đích là lừa đảo để chiếm đoạt tiền. Nội dung vụ việc gốc mà người xem ở tại đây, thì đối với vụ việc này trước tiên cần phải xác định số lượng bị hại là bao nhiêu, tổng số tiền mà các cái đối tượng đã chiếm đoạt là bao nhiêu. Bởi vì tùy cái số lượng tiền chiếm đoạt thì chúng ta sẽ biết là ở đây sẽ xử phạt hành chính hay đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự và truy cứu ở cái khung nào. Trước tiên á, với cái hành vi mà anh tạo ra một cái fanpage không phải của tiệm cơm, anh làm cho người khác họ tin rằng là đây là của cái tiệm cơm để anh nhằm mục đích là cho người ta chuyển khoản và anh chiếm đoạt tiền, thì đây là dấu hiệu của cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự ấy, thì khi đó anh chiếm đoạt cái số tiền mà từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng, khung hình phạt trong trường hợp đó thì sẽ là cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp mà chiếm đoạt cái số tiền nhỏ hơn dưới 2 triệu đồng thì khi đó sẽ bị xử phạt hành chính căn cứ theo điểm C khoản 1 điều 15 nghị định 144 năm 2021, xử phạt từ là 2 cho đến 3 triệu đồng. Vậy thì trong trường hợp này bắt đầu sẽ như thế nào để mà xử lý các cái đối tượng này? Theo mình ấy, vụ việc này sẽ xử lý được, bởi vì khi mà bạn đã phát hiện ấy, thì ngay lập tức các cái đối tượng này họ khóa cái fanpage lại. Tức là nếu như mà đây là cái đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp ấy, họ chẳng cần phải khóa đâu, bởi vì họ sẽ rất không, trong trường hợp đó họ không sợ bị tìm ra. Còn đây ấy, khi phát hiện thì ngay lập tức họ khóa để nhằm mục đích là bạn ấy không tìm ra được cái fanpage này. Thế thì trong cái trường hợp này ấy, ngay lập tức ấy, bạn cần phải làm các cái đơn tố cáo, gửi ở đâu ạ? Gửi ngay công an phường nơi mà cái tiệm cơm này đang đóng cái trụ sở, với cái hành vi là bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì trong trường hợp này ấy, vì là chúng ta không biết cái đối tượng này là ai, thì chúng ta sẽ soạn đơn theo cái hình thức là chúng ta tố cáo đối với cái đối tượng có cái số tài khoản là số bao nhiêu đó, đã thực hiện cái hành vi chiếm đoạt cái số tiền là như thế nào, hình thức chiếm đoạt ra làm sao, mô tả lại trong cái đơn này. Thế thì đồng thời bạn cũng sẽ thông báo với tất cả những cái anh em fan của mình xem thử coi những ai cũng bị cái hình thức tương tự, bị lừa đảo tương tự như vậy, thì hãy gửi lại thông tin cho bạn Độ, thì bạn liệt kê lại tất cả những cái người mà bị chiếm đoạt, xem thử coi tổng cái số tiền bị chiếm đoạt này có đến mức 2 triệu không. Đến mức 2 triệu là coi như là có thể bị bóc lịch rồi đó. Còn nếu như mà chưa đến mức độ 2 triệu thì chúng ta cũng vẫn sẽ làm đơn tố cáo gửi công an phường. Thì khi đó chúng ta hiểu rằng có cái số tài khoản ngân hàng rất rõ ràng thì công an họ sẽ tiến hành họ xác minh. Nếu như đây là một cái số tài khoản thật của một con người thật đã được định danh thì khi đó công an sẽ xác minh ra, gửi các cái công văn cho ngân hàng để biết được cái thông tin và sẽ tiến hành là mời các cái đối tượng lên làm việc. Và khi đó thì mình tin chắc rằng là cái hành vi mà tiến hành là lừa đảo này sẽ chấm dứt. Xin chào.